Bộ trưởng phi luật Tần được đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng, tin từ Camarines. Bộ trưởng nội vụ phi luật Tần, ông Jess Hokkaido, đã được đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà của ông vào ngày hôm nay, sau khi ông đã qua đời cùng với hai người khác trong một vụ tai nạn phi cơ. Là thành viên nội các của Tổng thống Benigno Aquino từ khi ông này nắm quyền vào tháng 6 năm 2010 và là thành viên của đảng cầm quyền chính trị, ông Robredo đang trên đường về nhà tại tỉnh Camarines từ đảo Cebu thì phi cơ của ông gặp trục trặc và bị rớt ngoài khơi đảo Masbate vào ngày 18 tháng 8. Ông được chôn cất theo nghi thức quốc tang vì những dịch vụ công cộng và sự lãnh đạo mà ông đã cống hiến. Nghi thức này thường chỉ dành cho các tổng thống và các nghệ sĩ quốc gia. Tổng thống Aquino đã đọc điếu văn và gửi lời chia buồn đến gia đình. Ông Robredo cũng đã từng là thị trưởng thành phố ở quê nhà trong 19 năm trước khi được Tổng thống Aquino bổ nhiệm làm bộ trưởng. Sau đó, ông đã được trao giải thưởng Legion of Honor Philippines là giải thưởng cao nhất mà một tổng thống có thể ban tặng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội. Ông Aquino cùng gia đình và 2.000 người ủng hộ ông Robredo đã tiễn đưa thi hài của vị bộ trưởng tới nhà tang lễ để được hỏa táng. Vị bộ trưởng 54 tuổi, tốt nghiệp khoa chính trị tại trường John F. Kennedy thuộc trường Đại học Harvard, đã nhận được nhiều giải thưởng trong quản trị tốt, bao gồm cả giải thưởng Magsaysay, được biết đến như là phiên bản châu Á của giải Nobel vào năm 2000.